Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình, nơi cung cấp kiến thức y khoa chính xác. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề được khá là nhiều bà mẹ quan tâm, đó chính là thai ngoài tử cung. Và để có những lời khuyên bổ ích cho chủ đề ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thu Huyền. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho em cũng như là quý vị khán giả được biết không ạ? Hiện tại thì chương trình cũng đã nhận rất là nhiều câu hỏi về từ các bạn khán giả gửi về, thì trong đó có một câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Em xin phép được đọc câu hỏi mà khán giả đã gửi về ạ. Em chào bác sĩ ạ. Năm nay em 28 tuổi, đã bị thai ngoài tử cung 3 lần rồi. Lần 1 là vào tháng 11 năm 2014, thai ngoài tử cung thoái chuyển. Lần 2 là tháng 4 năm 2015, thai ngoài tử cung phải cắt bỏ vòi trái. Lần 3 là vào tháng 12 năm 2015 cũng bị mổ thai ngoài bên trái. Và sau đó hai vợ chồng em có khám và làm xét nghiệm tinh trùng cũng như là chụp X quang. Kết quả thì tinh trùng yếu nên không thể có thai tự nhiên mà phải dùng phương pháp thụ tinh. Cho em hỏi nếu tinh trùng yếu có liên quan đến vấn đề thai ngoài tử cung hay không ạ? À? Và vòi trứng phải của em thông bình thường thì giờ hai vợ chồng em muốn sinh con thì điều trị như thế nào? Ở khoa nào? Và mong bác sĩ tư vấn giúp em để vợ chồng em có hướng điều trị thích hợp. Em xin cảm ơn ạ. Vậy thì không biết là thai ngoài tử cung là như thế nào, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Mình làm thế nào để phát hiện thai ngoài tử cung và thường thì phát hiện ở tuần thứ mấy của thai kỳ bác sĩ? Thai ngoài tử cung như vậy thì mình có thể có một cái kỳ thai kỳ khỏe mạnh hay không, và hay là có thể sinh em bé ra được hay không ạ? Vậy thì không biết là những cái yếu tố nào thì sẽ dẫn đến tình trạng thai ngoài tử cung của các mẹ ạ? Dạ em có một cái thắc mắc nhỏ là không biết là cái độ tuổi nào thì mình có dễ bị thai ngoài tử cung không ấy? Dạ
Dạ vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái dấu hiệu nào để mà mẹ có thể biết được là mình đang mang thai ngoài tử cung không ạ? Cái thai ngoài tử cung như vậy thì khi mà mình đi siêu âm thì mình có thấy được không bác sĩ? Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Lúc nãy em có nghe bác sĩ nói là nếu mà trong trường hợp mà bị thai ngoài tử cung á thì mình phải đình chỉ thai kỳ. Vậy thì không biết là những cái phương pháp nào mà mình sẽ sử dụng khi mà mình đình chỉ thai kỳ vậy bác sĩ? Lúc nãy em có nghe bác sĩ đề cập đến là mình sẽ sử dụng thuốc methotrexate. Thì không biết là khi mình sử dụng thuốc này thì nó có tác dụng phụ gì đối với cơ thể của người phụ nữ không ạ? Vậy thì trong các phương pháp này thì phương pháp tối ưu nhất vẫn là phương pháp phẫu thuật nội soi đúng không ạ? Vậy thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái lưu ý nào khi mà dành cho các chị em phụ nữ khi mà mình sử dụng phương pháp sử dụng thuốc methotrexate không ạ?
Người ta nói thì phụ nữ mỗi lần mà sinh nở thì đều như là trải qua cửu môn quan vậy á. Vậy thì không biết là khi mà mình đình chỉ thai kỳ bằng các phương pháp mổ hoặc là dùng thuốc thì mình sẽ chăm sóc người phụ nữ như thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ? Dạ thưa bác sĩ, thì thường á, quan niệm của người ta là khi mà phụ nữ mà đình chỉ thai kỳ như vậy thì sẽ coi như là một lần sinh nở rồi, và thường thì các gia đình sẽ chăm sóc như là người phụ nữ ở cữ, thì không biết là quan niệm này có đúng hay không ạ? À? Dạ, có một cái vấn đề là mà em nghĩ là khá là nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đó chính là khi mà mang thai ngoài tử cung như vậy thì có chữa khỏi hay không, và nó có ảnh hưởng đến những cái thai kỳ tiếp theo của mình hay không ạ? Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ cho em cũng như là các chị em phụ nữ về những cái cách mà mình phòng tránh thai ngoài tử cung không ạ? Dạ vậy thì không biết là cái chế độ dinh dưỡng của mình hàng ngày nó có ảnh hưởng đến việc mang thai ngoài tử cung không bác sĩ? Như lúc nãy trong cái trường hợp mà bạn khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình thì chị đã mang thai ngoài tử cung 3 lần liên tiếp như vậy, thì không biết là mình có cái biện pháp nào để mà mình tăng tỷ lệ mang thai tự nhiên và để có một cái thai kỳ khỏe mạnh cho lần mang thai tiếp theo mà không cần phải có sự can thiệp của y tế không ạ? Là mình phải chuẩn bị sức khỏe sinh sản của mình thật là kỹ trước khi mà mình mang bầu đúng không ạ? Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thu Huyền cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ nói gì kỳ này. Xin chân thành cảm ơn app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình. Em cũng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Thu Huyền đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả biết những thông tin rất là bổ ích về mang thai ngoài tử cung. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tới.